Man United đã phải chịu đòn kép trong trận giao hữu thua Arsenal 1-2 khi cả Ramos Højlund và Lenny Yoro đều phải rời sân vì chấn thương. Đây là điều mà huấn luyện viên Erik ten Hag không muốn thấy nhất sau khi mùa giải trước Quỷ Đỏ phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Højlund và Yoro đều phải rời sân trong hiệp 1. Højlund, người đã ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 10, chỉ trụ được đến phút 13 trước khi ngã xuống vì vấn đề trông giống như về cờ. Tiền đạo người Đan Mạch vừa trở lại từ kỳ nghỉ sau Euro 2024, dù tự mình rời sân nhưng anh đi thẳng xuống đường hầm. Trong khi Lenny Yoro, trung vệ vừa chiêu mộ từ Linh, với giá 52 triệu bảng Anh là người tiếp theo bị chấn thương và đã bị thay ra giữa hiệp 1. Cầu thủ 18 tuổi này khập khiễng rời sân khi tiến về phòng thay đồ. Ngoài ra một trung vệ khác, Victor Lindelof đã bỏ lỡ trận đấu vì chấn thương sau khi cũng không thể thi đấu trong chiến thắng trước Rangers trước chuyến du đấu tại Mỹ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag nói về chấn thương của Ramos Højlund và Lenny Yoro. Chúng tôi phải đợi hơn 24 giờ rồi, hy vọng chúng tôi sẽ biết thêm tình hình. Chúng tôi đã rất cẩn thận, đặc biệt là với Lenny Yoro. Cậu ấy chỉ tham gia 50% các buổi tập và thật đáng thất vọng khi cậu ấy phải rời sân. Nhưng hãy lạc quan và xem điều gì sẽ xảy ra. Các vấn đề chấn thương ngày càng gia tăng của Man United xảy ra chỉ một ngày sau khi Erik ten Hag cảnh báo rằng những vấn đề ảnh hưởng đến mùa giải trước có thể lặp lại. Chiến lược gia người Hà Lan cho biết, lịch thi đấu gánh nặng đè lên vai cầu thủ quá lớn. Chúng tôi không phải là đội duy nhất có nhiều chấn thương như vậy. Trên khắp Premier League, nhiều đội có rất nhiều chấn thương. Chúng tôi thậm chí không phải là đội tệ nhất. Áp lực lên cầu thủ rất lớn vào mùa giải này. Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn vì thể thức mới ở châu Âu. Nó sẽ xảy ra một lần nữa. Mùa trước, Man United là một trong những đội bóng phải hứng chịu nhiều ca chấn thương nhất ở Ngoại Anh. Quỷ Đỏ đã không có được sự phục vụ của Tyrone Malacia ở cả mùa giải do chấn thương đầu gối. Ngoài ra, lần lượt Luke Shaw, Lisandro Martinez, Casemiro, Mason Mount là những cái tên nổi bật thường xuyên phải nghỉ thi đấu do dính những chấn thương khác nhau. Man United đang thay đổi, họ cũng thay máu cả ban huấn luyện. Tuy nhiên, có một sự thiếu sót rõ ràng. Cụ thể đó là một huấn luyện viên thể lực mới. Man United vẫn dùng cùng một người được Ole Gunnar Solskjaer bổ nhiệm cách đây 5 năm. Thời điểm đó vào năm 2019, Man United hứa sẽ có đội hình mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Vậy kết quả là gì? Trước khi kết thúc tháng 8, Luke Shaw, Anthony Martial và Paul Pogba phải ngồi ngoài vì chấn thương. Câu chuyện bắt đầu tái diễn nhanh hơn trong mùa giải này. Trước đó, Man United có tới 66 trường hợp được ghi nhận chấn thương vào mùa giải trước. Højlund vừa trở lại và ghi bàn thắng sau Euro 2024, nhưng nỗi lo nhanh chóng xuất hiện. Cần biết rằng tiền đạo người Đan Mạch có nguy cơ ngồi ngoài 3 tuần, trong khi đó siêu cúp Anh sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 tuần nữa. Con số này gần như nhiều hơn gấp đôi so với mức trung bình trong những năm gần đây. Việc Ten Hag không có nhân sự tốt nhất, đặc biệt ở hàng thủ, đã khiến Man United bị loại ngay từ vòng bảng Champions League và đang xếp thứ 8 tại Premier League. Ten Hag buộc phải sử dụng hơn 30 cách kết hợp hàng thủ khác nhau trong các trận đấu của Manchester United mùa trước. Đó là bằng chứng cho thấy mức độ tàn phá và chấn thương lên đội hình Quỷ Đỏ. Man United đã tiến hành đánh giá nội bộ về lý do dẫn đến số lượng chấn thương chưa từng có. Và Sir Tim Darkley, người đang điều hành bộ phận bóng đá của câu lạc bộ, cũng muốn có một cái nhìn mới về vấn đề này. Radcliffe không thấy tình hình được cải thiện kể từ khi hoàn thành khoản đầu tư 1,3 tỷ bảng vào Man United đầu năm 2024. Tỷ phú người Anh muốn có một đánh giá toàn diện về nguyên nhân sâu xa của vấn đề chấn thương. Sir Tim Darkliffe hiểu rằng Man United không thể để quá nhiều trụ cột phải ngồi ngoài trong thời gian dài nếu họ vẫn muốn nuôi hy vọng thách thức danh hiệu mùa tới. Tỷ phú này tin rằng câu lạc bộ có thể làm tốt hơn trong việc ngăn chặn tình trạng chấn thương và sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Cuộc điều tra đó sẽ bao gồm việc xem xét các phương pháp huấn luyện của Ten Hag và mức độ căng thẳng trong các buổi tập. Khoảng cách di chuyển của cầu thủ cũng được tính toán, bên cạnh dữ liệu về mức độ áp lực ở trước, trong và sau mỗi trận đấu. Dù vậy, những nhân vật cấp cao của Man United tin rằng phải có các yếu tố khác ngoài lịch thi đấu dày đặc đang khiến cầu thủ thường xuyên dính chấn thương. Darkliffe và nhóm điều hành bóng đá mới được thành lập của ông sẽ quyết tâm giải quyết tận gốc vấn đề về chấn thương. Đây được xem là yếu tố then chốt nếu Quỷ Đỏ muốn sớm trở lại đỉnh cao. Thực tế, Man United đã chiêu mộ bác sĩ Gary O'Driscoll và chuyên gia vật lý trị liệu Jordan Rich từ Arsenal, cũng như thực hiện một số thay đổi khác trong bộ phận y tế để cố gắng tránh lặp lại cuộc khủng hoảng chấn thương. Nói về việc này, huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ: "Có rất nhiều lý do gây chấn thương, số lượng trận đấu, lịch thi đấu, gánh nặng cho cầu thủ, áp lực lên các thủ rất lớn và chúng tôi không phải là đội duy nhất đối diện nhiều chấn thương như vậy. Manchester United thậm chí không phải là đội tệ nhất, nhưng việc mất người hàng thủ là lý do làm đội mất điểm."
Đội đã đưa ra quyết định rồi, chúng tôi đã bổ nhiệm một bác sĩ câu lạc bộ mới vào mùa giải trước. Và anh ấy bắt đầu vào cuối mùa giải, Man United còn tuyển dụng một bác sĩ vật lý trị liệu mới. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện các thay đổi. Câu lạc bộ cũng đã thay đổi các chiến lược về y tế và hiệu suất để cải thiện. Nhưng điều đó là bình thường. Bây giờ trong bóng đá, sự phát triển diễn ra rất nhanh và nhanh đến nỗi mỗi lần bạn phải đổi mới. Và nếu bạn muốn trở thành người ưu tú nhất, bạn cũng cần những người giỏi nhất trong các bộ phận đó. Sau một mùa bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão chấn thương khắc nghiệt, nhìn hình hai cầu thủ nhăn nhó bước vào đường hầm với đôi chân tập tễnh chắc chắn sẽ khiến cổ viên Quỷ Đỏ thêm ám ảnh. Mặc dù Man United cũng đã kịp thời bổ sung thêm tiền đạo Joshua Zirkzee từ Bologna, nhưng với một chân sút vừa chân ướt chân ráo, cập bến Premier League từ một giải đấu ít khắc nghiệt hơn là Serie A cũng như vẫn còn ở độ tuổi rất trẻ, Zirkzee rõ ràng nên được coi là bản hợp đồng dành cho tương lai thay vì đặt kỳ vọng quá nhiều vào cầu thủ 23 tuổi tức thì. Trước đó, báo chí Anh từng đồng loạt đưa tin dù đã có Zirkzee, huấn luyện viên Ten Hag vẫn tha thiết muốn ba lãnh đạo mang về Old Trafford thêm một trung phong đẳng cấp, đã chứng minh được năng lực ở môi trường bóng đá xứ sở sương mù để phục vụ tham vọng có thể sớm đưa câu lạc bộ trở lại vị thế một trong những ứng cử viên lớn nhất cho ngai vàng Premier League. Thậm chí một vài tờ báo lớn còn chỉ rõ hai cái tên mà nhà cầm quân người Hà Lan nhắm tới là Ivan Toney của Brentford và Dominic Calvert-Lewin của Everton. Nhưng mới đây, theo cập nhật của ký giả Samesis, sẽ không có chuyện đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe giúp Ten Hag thỏa ước nguyện. Man United đã theo dõi Toney và Calvert-Lewin. Họ rất thích hai tiền đạo này. Nhưng theo những gì tôi biết, kể từ khi Zirkzee đến, ban lãnh đạo câu lạc bộ không còn muốn chiêu mộ thêm một tiền đạo cắm. Họ còn nhiều vị trí cần gia cố và không có ngân sách chuyển nhượng vô hạn. Tuy nhiên, không phải không thể xảy ra, nhưng Man United chỉ mua thêm tiền đạo nếu đầy đi thành công những người thừa như Jadon Sancho hay Facundo Pellegrini. Zid nói trên sóng Kimi Sport. Thông tin trên hoàn toàn có thể khiến nhiều người hâm mộ Quỷ Đỏ hụt hẫng và đặt nghi vấn về tham vọng của giới chủ. Nhưng xét trong những bối cảnh mà nhà báo Zid đề cập, Man United nên được thông cảm. Thời điểm đầu khi thị trường chuyển nhượng tại Anh mở cửa, chủ tịch Ratcliffe cũng tiết lộ Manchester United sẽ không thể chi đậm như những gì từng làm ở các phiên chợ mua sắm gần đây bởi tình hình tài chính bất ổn sau nhiều năm thi đấu bết bát và đầu tư thiếu hiệu quả. Với việc đã chi hơn 100 triệu bảng cho Zirkzee và Joro, đồng thời còn ít nhất 3 vị trí cần bổ sung lực lượng như hậu vệ phải, trái và tiền vệ trung tâm. Một thương vụ trị giá khoảng 50-60 triệu bảng cho một trung phòng, khu vực không cấp bách lúc này ngay cả khi Højlund dính chấn thương sẽ là sự lãng phí và hao tổn không cần thiết. Ngoài ra, trong bối cảnh đội ngũ y tế câu lạc bộ vẫn chưa có kết luận cuối cùng về mức độ chấn thương của Højlund, Man United nên bình tĩnh xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định, bởi thị trường chuyển nhượng hè vẫn còn mở cửa hơn một tháng nữa. Thời gian đủ để ban lãnh đạo Quỷ Đỏ xoay sở nếu gặp tình huống bất ngờ. Chưa hết, ngay cả khi Højlund vắng mặt trong thời gian dài, Ten Hag hoàn toàn có thể sử dụng Marcus Rashford ở vị trí trung phòng. Dù không phải sở trường như ngôi sao người Anh, chắc chắn vẫn là một phương án chiến lược khả dĩ cho Zirkzee với tốc độ cùng thể hình vượt trội. Mùa trước, nhiều thời điểm khi gặp khủng hoảng ở vị trí trung phòng, Ten Hag cũng đã trao ấn kiếm dẫn dắt hàng công cho Rashford, nên chiến lược gia 54 tuổi có quyền tin tưởng vào cầu thủ 26 tuổi. Nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ đẹp hơn nếu Højlund không chấn thương quá nặng và có thể sớm trở lại sân cỏ, vì ngôi sao người Đan Mạch là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Man United lúc này. Việc cầu thủ liên tục chấn thương là điều cấm kỵ trong bóng đá. Nếu Man United muốn đạt tham vọng bay cao Premier League mùa tới, chắc chắn huấn luyện viên Erik ten Hag và ban lãnh đạo phải sớm chấn chỉnh tình hình này.